Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ngày hôm nay, ngày 18 tháng 10, đám cưới của Trịnh Hội Kỳ Đu Điên Đen Thực thang 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 thương phẩm trong cuộc. Ai nào cũng lên đồ đẹp xuất sắc. Được biết dress code của đám cưới lần này là đỏ đen làm chủ đạo. Dàn khách mời có màn lên đồ quá đội xuất sắc chính là sự kiện hot nhất của làng giải trí. Với sự quan tâm đông đảo của giới truyền thông và người hâm mộ, bên cạnh cặp đôi cô dâu chú rể, dàn khách mời của đám cưới lần này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ngày hôm nay, ngày 18 tháng 10, đám cưới của Trịnh Hội Kỳ Duyên, khách mời toàn những siêu phẩm trong Vogue. Ai nào cũng lên đồ đẹp xuất sắc. Được biết dress code của đám cưới lần này là đỏ đen làm chủ đạo. Dàn khách mời có màn lên đồ quá đội xuất sắc chính là sự kiện hot nhất của làng giải trí. Với sự quan tâm đông đảo của giới truyền thông và người hâm mộ, bên cạnh cặp đôi cô dâu chú rể, dàn khách mời của đám cưới lần này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nổi tiếng là một người đẹp không tuổi, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1965, luôn khiến người đối diện phải bất ngờ vì nhan sắc quá đỗi trẻ trung và sung sức của mình. Dù đã bước sang tuổi 56, nhưng sắc vóc của nữ nghệ sĩ này vẫn được đánh giá là quá trẻ trung và hấp dẫn hơn so với tuổi thật rất nhiều. Ngoài những bí quyết riêng, thì cô cũng may mắn thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng. Bà Đặng Tuyết Mai từng là hoa khôi Sài Gòn trước năm 1975. Mới đây, những hình ảnh MC Kỳ Duyên chụp cách đây hơn 30 năm lần đầu được hé lộ, khiến nhiều người thích thú, ngưỡng mộ. Có thể thấy, dù không trang điểm quá cầu kỳ hay sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, nữ MC vẫn xinh đẹp một cách dịu dàng, đằm thắm. Gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và mái tóc dài xoăn sóng kiểu cách. Ai cũng phải thừa nhận, nữ nghệ sĩ đích thực là một đại mỹ nhân. Những hình ảnh đặc biệt này của cô khiến người hâm mộ liên tưởng đến những minh tinh Hồng Kông của thập niên 80-90 thế kỷ trước. Vốn là một người kỹ tính, cầu kỳ trong việc chăm sóc sắc đẹp, nữ MC hải ngoại từng cho biết. Cô rất nghiêm khắc với bản thân trong chế độ dinh dưỡng, luyện tập và đồng hồ sinh học. Một số nguyên tắc bất di bất dịch mà cô không bao giờ phá vỡ, dù bận đến cỡ nào đó chính là không ăn tinh bột, đường, mỡ, KHNG ăn đồ hộp và duy trì đều đặn việc yêu. Trong đó, phải kể đến chế độ ăn, cô không ăn kiêng như nhiều người vẫn nghĩ, thay vào đó là chế độ ăn khoa học. Mẹ được cái đó được đấy. Xin trả lời ngắn gọn, muốn giữ cho thân hình thon chắc rất dễ, ăn ít và ăn đúng, tập nhiều và tập đều, chỉ có thế thôi, chẳng có bí quyết gì cả. Câu hỏi cần đặt ra là, bạn có thật sự muốn điều đó không? Nếu bạn thật sự muốn xuống cân để giữ dáng, thì bạn có hy sinh bỏ qua ly chè hấp dẫn kia và chịu khó dành thì giờ tập thể thao không? Thì sẽ không có sự thành công. Câu này có thể áp dụng cho hầu hết mọi thứ trên đời. Nữ MC chia sẻ, về tập luyện hình thể, thì cô theo đuổi khá nhiều bộ môn khác nhau, từ việc tập yoga đến suối nguồn tươi trẻ, và thời gian gần đây là tập các bài tập gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên tại gia, sinh năm 1965, hiện nay mờ cờ Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã ngót nghét 50 tuổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích
hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.